Hello everyone. Ok, hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các bạn mình sẽ làm chương trình Family and Friends của chương trình Grade 5. Thì mình sẽ vào cái unit đầu tiên là Unit Starter với phần là Back Together. Ok, phần đầu tiên thì nó sẽ là Listen and Sing. Thì cái phần bài hát này các bạn có thể mình sẽ lên cái phần YouTube thì mình nghe cái phần bài hát này sau ha. Thì bây giờ hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các bạn Listen and Read. Mình cô sẽ đọc lại cái bằng bài này đầu tiên, thì các bạn sẽ cố gắng mình ôm lại ha, mình đọc lại. Welcome to fifth grade. I'm your new teacher, Miss Well. I would like you all to tell me something about yourself first. Đây là giáo viên mới và cô tên là Miss Well, và cô muốn mọi người là giới thiệu về bản thân và không biết là ai là người nói trước. My name is Mike. Mike Xuân Phong đúng không nào? I like reading and listening about everything. That's great. Mike là Mike rất là thích đọc và thích nghe về mọi thứ. Vậy nhìn vào bức ảnh thứ hai. I have a younger sister, her name Holly, and she's in second grade. Cô bạn này đang ở khối lớp 2 đúng không nào? She loves listening to music and play with her toy. Cô ấy rất là thích nghe nhạc và chơi với đồ chơi của cô ấy. Vậy bây giờ mình sẽ qua cái phần tiếp theo. Các bạn nhìn vào đây. And my Australian cousins are here. Amy's in this class. Look, cái người chị họ của bạn này đến từ Australia, là người Australia thì cũng ở trong cái lớp này. Hello Miss Well, I love taking photo and play sports. Chị này rất là thích chụp hình và chơi thể thao. Vậy tiếp theo mình qua bức tranh này giùm cô. My older cousin is Leo, he's 12. Bạn cái người anh em họ tiếp theo đó là Leo, và bạn này 12 tuổi. He really loves skateboarding. And we do lots of things together. Rất là thích trượt ván đúng không? Và thích làm những cái điều cùng nhau. Grace, and do you skateboard together? Có thể nào đi trượt ván cùng với nhau không? Well, he skateboard and read book about skateboard. Có thể là ảnh trượt ván và có thể là đọc sách về cái môn này luôn á các bạn. Là một người rất là đam mê đúng không nào? Vậy bây giờ cô đã đọc qua rồi thì các bạn mình sẽ cố gắng mình về nhà mình đọc lại thêm một lần nữa nha, để mình nhớ. Bây giờ mình sẽ qua cái phần tiếp theo là lesson 2. Mình đến cái yêu cầu đề bài thứ nhất, ask and answer about Max, Amy, Holly and Leo. Về cái phần từ vựng, skateboard là trượt ván đúng không? Read là đọc sách. Play with toys, chơi đồ chơi. Play take photo. Take photo là gì các bạn? Là chụp hình. Vậy bây giờ mình sẽ là what's the math like doing? Vậy thì mình nhớ mình đọc lại cái bài này một lần nữa và mình trả lời câu hỏi này giùm cho cô ha. Về Max, Amy, Holly và Leo thì mình trả lời người ta thích làm cái gì, và các bạn nói ra giùm cho cô ha. Về phần tiếp theo đó là phần write. Can and can't. Nếu mà có thể thì mình sẽ điền là can, còn không thể thì mình sẽ điền là can't. Các bạn nhớ chưa? Vậy bây giờ mình sẽ tiếp tục nhìn vào đây giúp cho cô. Can I play some games on the computer please? Là bạn này hỏi là có thể là chơi game trên máy tính của bố không? Thì bây giờ bố trả lời là sorry. Vậy đã người ta đã sorry là you can't. Chính xác, you can't. I'm working on the computer. Cái người này đang làm việc trên máy tính là không thể nào được. Vậy bây giờ các bạn tiếp theo qua bức tranh thứ hai. But you can listen. Đúng rồi, nghe nhạc. Listen to your new MP3 player. Vậy thì bây giờ là bạn này có thể là nghe nhạc trên cái máy MP3 của ba bạn. Or you can watch this DVD. Có thể can watch và có thể xem cái gì? Xem cái trên đầu đĩa DVD. Vậy tiếp theo các bạn. Wow, I would like to watch the DVD. Cái người này là muốn xem DVD. Can I watch in here? Vậy đây là một câu hỏi, thì bây giờ mình đưa từ can lên. Con có thể mà xem ở đó không? Thì teacher say no. Vậy khi là người ta say no rồi thì các bạn nhớ là no, you can't. Thì mình sẽ điền chữ can't và dùng chữ go. I'm work here. Vậy teacher đang, sorry, người ba đang làm việc ở đây. You can watch it on the DVD player in the living room. Vậy thì bạn này có thể làm gì? Có thể là can watch ở trên cái DVD player. Vậy that's okay. That vậy thì
Vậy là mình đã xong rồi. Vậy các bạn sẽ điền từ cat hoặc can vào đây dùm cho cô, thì cô đã cùng nhau sửa với các bạn rồi. Thì bây giờ các bạn mình sẽ nhìn vào cái phần yêu cầu đề bài số 3, đó chính là choose four foods you would like to buy. Vậy thì bây giờ các bạn á, mình nhìn vào đây dùm cho cô là mình sẽ chọn những cái bốn cái thứ loại đồ ăn mà mình muốn mua vào đây dùm cho cô các bạn ha. Vậy bây giờ các bạn nhìn vào noodles là gì, là bún mì phở đó, bread là bánh mì, onion là hành, meat là thịt, cheese là phô mai, egg là trứng, melon là dưa, cucumber là dưa leo các bạn ha, cereal là ngũ cốc, lemon là chanh, và tiếp theo là milk, milk là sữa, potato là khoai tây, grape là nho, và banana là chuối. Và mình mua cái gì thì mình sẽ ghi vô. Nhưng các bạn nhìn xuống đây, what would you like, cô muốn mua cái gì, muốn cái gì, I would like hoặc là some please. Vậy bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái cấu trúc mà and và some ha. Vậy bây giờ các bạn nhớ nè, mình sử dụng hoặc là an, nó có nghĩa là một, có nghĩa là một. Vậy thì mình sử dụng khi nào và an khi nào, các bạn nhớ an là mình sẽ sử dụng đứng trước những nguyên, hai cái này có nghĩa là một rồi, nhưng mà an nó mình sẽ sử dụng là trước những nguyên âm như là u e o a i là gọi là ở e oải. Vậy thì sẽ sử dụng cho những cái chữ còn lại ngoài những cái giờ ngoài chữ ở e oải này ra thì mình sử dụng an. Ok, vậy bây giờ cô sẽ nhắc tiếp, đó là chữ strong. Some là một vài, là nhiều á các bạn. Thì các bạn muốn sử dụng cái chữ some thì là ở phía sau nó là sẽ là một số nhiều, được chưa các bạn? Vậy thì các bạn sẽ trả lời dùm cho cô số nhiều, thì các bạn nhớ là mình thêm s và dùm cho cô nha. Ví dụ như các bạn muốn mua một quả, quả gì thì các bạn I would like a potato. Hoặc là ví dụ muốn mua một quả trứng là I would like an egg. Vậy mình muốn mua nhiều cái bánh này, bánh mì thì I would like some bread, some noodle, ok chưa? Vậy thì cái sự some này á thì nó sẽ sử dụng cho cái phần là không đếm được. Nhớ cho các bạn, and nó là sẽ là một. Còn some này thì thường thường nó sẽ sử dụng cho cái phần mà không đếm được. Vậy không đếm được, ví dụ như là bún mì rồi bánh mì là các bạn không thể nào đếm được rồi, thì các bạn sẽ nhớ dùm cho cô là and mình sử dụng như thế nào và some mình sử dụng như thế nào nha. And thì nó cũng có sẽ là đếm được là một, nghĩa là một, some thì sẽ sử dụng không đếm được, và nó giống như nó chiều tưởng nó cũng nhiều, không nên nhiều mà ít không ra ít cho các bạn. Rồi thì các bạn sẽ lưu ý sử dụng hai cái phần này dùm cho cô ha. Rồi bây giờ cô sẽ ngưng cái video tại đây, và cô mong là các bạn mình về nhà mình sẽ ôm lại các phần từ vựng và cái phần mà câu hỏi với what would you like các bạn ha. Chúc các bạn học tập thật tốt, thank you.